Chào tất cả mọi người, mình tên là Truyền, mình đến từ Sơn La. Năm nay mình 23 tuổi. Trước là em bị sâu răng và bây giờ em đã đi nhổ mất vào con răng thứ 6 này. Vâng, làm mình ăn uống ấy khó khăn hơn, chả nhai bên một bên thì em toàn nhai một bên thôi. Tại vì bên này mất răng rồi nên là em không dám nhai. Vì nếu theo em tìm hiểu thì là implant nó tốt hơn và nó mềm hơn về sau này. Còn trầm cầu răng thì phải bào mòn hai con răng bên cạnh và em không muốn điều đấy. Do em tìm hiểu thì em có được một người bạn của em, nhà bạn ấy ở đây và bạn ấy giới thiệu qua đây. Trong lúc đến thì trước khi chưa đến thì em rất sợ, luôn sợ luôn. Và đến gặp mọi người rồi ngồi được một lúc rồi thì em thấy bớt sợ hơn. Trong quá trình làm thì em cũng không có cảm giác đau ạ. Và bác sĩ cũng nhẹ nhàng và làm nhanh. Về nhà em có bị đau và bị sưng. Và trong khi đấy là em có uống một viên thuốc giảm đau và có chườm đá. Bây giờ em ăn uống bình thường ạ, nhai được cả hai bên. Em khuyên các bạn là hãy nên sớm tìm đến nha khoa và chuẩn bị tâm lý sẵn sàng và không còn phải sợ điều gì cả, tại vì mình làm cũng không đau. Mà em thấy tiếc là em không tìm đến sớm hơn chị ạ. Em hy vọng sau khi làm răng xong ấy thì về trong khi em ăn uống thì nó tốt hơn, được thoải mái hơn. Mà trong khi em trồng răng xong em còn thấy bên má của em nó đều hơn ấy, trước em cũng thấy nó méo méo.